bắt ép áp đặt, không phải cái kỷ luật bắt ép và áp đặt, mà đây là kỷ luật với cái kế hoạch định trước. Con ơi, mục tiêu của con là gì? Mục tiêu lớp 8 này của con là gì? Mục tiêu lớp 8 này của con là con đứng đầu lớp đi. Hay mục tiêu lớp 8 này của con là con đạt được cái này, đạt được cái kia. Mục tiêu cấp 3 của con là gì? Thế bây giờ nếu mà con vẫn như thế này thì theo con mình có đạt được cái mục tiêu đấy không? Thế con bảo không. Nếu con vẫn như này thì làm sao con đạt được mục tiêu đấy? Thế thì bây giờ mẹ con mình sẽ cùng nhau huấn luyện từng ngày để mà con có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Mình sẽ viết ra 10 cái việc hay 5 cái việc mình phải làm, 5 cái việc mà mình không cần làm mà sao mình mỗi ngày mình vẫn làm. Viết ra. Ví dụ chơi game này không cần làm sao mình vẫn làm. Nằm dài xem tivi không cần làm sao mình vẫn làm. Tập thể dục mình cần làm, đọc sách mình cần làm, ôn đề mình cần làm, những cái việc đấy mình cần làm. Em có nghe một số bài cô vì 32 điều dạy con rồi, rất nhiều cái kỷ luật các thứ đấy em có nghe, nhưng mà em cũng định áp dụng là kỷ luật. Nhưng mà con của em thì nó cũng cá tính ấy, không? Nó cũng không nghe. Ví dụ như là bảo là cất điện thoại đi thì nhiều khi ngày trước là em sẽ cất, nhưng mà bây giờ ví dụ con nó chơi đến 12 giờ thì em vẫn bình an việc đấy, và 12 giờ rồi thôi thì em vẫn để đấy thôi, phải em dẫn dắt con dần, và chắc là em nghĩ nâng tầm người lên thì nó sẽ ổn. Ok, đúng cô. Cảm ơn chị. Chị đang bối rối về con đúng không? Bạn học lớp 8 là con trai hay con gái? Là con trai ạ. Lớp 8 là con trai, lớp 5 là con gái đúng không chị? Vâng, lớp 5 con gái thì nó chỉ có một vấn đề là thỉnh thoảng nó hay buồn vì là bố mẹ chia tay. Thỉnh thoảng nó bảo là ngày mới nó bảo mẹ, mẹ có quay về được không? Vì ba con bây giờ cũng đã biết sai rồi các kiểu ấy ạ. Con gái thì hơi một chút, còn con trai thì nó cá tính hơn và nó cũng ham chơi hơn. Nhưng mà bây giờ nó đã hiểu rất nhiều và tiến bộ rồi. Rồi, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc. Chị cũng đang bối rối không biết có nên dùng kỷ luật với con hay không. Để tôi chia sẻ cho các anh chị cái câu chuyện như này nha. Cách đây khoảng 6 năm về trước, 5 năm, 6 năm về trước, có một số người, một số những bạn bè của tôi, anh chị em họ hàng của tôi, rồi đối tác của tôi, họ muốn gửi con để tôi huấn luyện. Có những bạn, trong đấy là có một bạn là đang là sinh viên năm thứ nhất nhưng mà đi học buổi. Thế thì tôi cũng đồng ý cho đến công ty của tôi làm việc, nhưng mà tôi thì không có thời gian để huấn luyện, mà tôi giao cho Khuất Văn Tú huấn luyện, giao cho bạn Khuất Văn Tú huấn luyện. Và sau khi huấn luyện được khoảng tầm hơn một tháng thì anh chị đó có nói với tôi như này: cái thằng Tú ấy là cái thằng không ra gì đâu nhá, là cái thằng không ra gì, là cái thằng khôn lắm đấy nhá. Bây giờ nó huấn luyện con nhà anh, rồi mỗi hôm nó không, con nhà anh nó không làm, nó bắt nộp phạt 200.000. Em có biết cái điều đấy không? Hay là nó đút túi nó tiêu mà em không biết cái điều đấy? Hỏi tôi là em có biết cái điều đấy không ấy, hay là em không biết, hay là thằng Tú nó đút túi mà em cũng không biết. Đi làm cho cô đã không được tiền, lại còn mất tiền. Đấy, là như thế. Thế thì lại có những anh chị khác thì lại nói với tôi như thế này: ồ, cảm ơn cô Lanh, bạn Tú bạn ấy huấn luyện tốt cực luôn. Con nhà chị không bao giờ chịu đọc sách mà bây giờ kỷ luật để đọc sách. Cũng là sinh viên năm thứ 2, thứ 3 rồi, rồi không bao giờ chịu tập thể dục mà bây giờ là tập thể dục. Anh Tú bảo, xong nó bảo là bây giờ con mà không tập thể dục định bị phạt 200.000 à? Con mà không đọc sách con bị phạt 200.000 à? Nên là tốt cho con mà, nên là con phải đọc. Thế thì như này này, tôi mới bắt đầu về và tôi mới bắt đầu hỏi cái nhóm đấy như nào, 5-7 đứa đấy. Nhóm đấy như nào hả con? Tôi hỏi Tú làm việc thế nào. Thì Tú bảo là tất cả các anh em đã ngồi lại với nhau và con nói là như này này: tất cả các anh em đều học cô và đều biết là trong chúng ta có quá nhiều sự vớ vẩn, rất nhiều sự vớ vẩn luôn. Và nếu mà mình không có bắt thóp mình, và nếu mà mình không có một đội nhóm để mà cùng nhau giúp đỡ nhau thì có thể là mình sẽ rất vớ vẩn. Đấy. Ví dụ như khi các anh chị có nhóm chạy 30 ngày ở Minh Chi Thành tổ chức ra thì các anh chị rất cam kết kỷ luật, còn một mình các anh chị chạy á,
hôm nay hơi mỏi cái thôi nghỉ, hôm nay trời mưa cái thôi nghỉ. Nhưng mà có nhóm mưa cũng thấy có người chạy kìa, ơi mình cũng phải chạy thôi. Đặc biệt nha, không chạy mà bị phạt nữa thì còn chạy mạnh mẽ hơn, đúng không nào? Nhưng mà mình đã cam kết và mình đã đưa chính mình là người đưa ra kết luận, là đưa ra cái quyết định là mình chọn ở trong cái nhóm này để mình được tốt hơn cơ mà. Chính mình là người đã đưa ra cái quyết định đấy và mình đã quyết định ở trong cái nhóm này để mình tốt hơn. Nên là Tú làm một cái nhóm như thế và Tú bảo anh em nào muốn huấn luyện thì vào đây anh huấn luyện. Và chúng ta cùng nhau cam kết, nếu bây giờ nha, nếu một hôm mình không chạy thì mất bao nhiêu tiền nào? Thì anh em tự đưa ra là mất 200.000 anh. Ok, thế thì có một cái con lợn, con pi là cái con lợn để ở cái phòng làm việc đấy và chúng ta nhét 200.000 vào đấy. Và tôi chả ai tiêu cái 200.000 đấy cả. Để sau này làm gì? Sau tất cả anh em chúng ta liên hoan hay làm cái thứ gì đấy. Thì có những người họ cảm thấy là ô tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn, để mà mình có thể làm được cái điều này. Các anh chị thuê một mentor, các anh chị thuê một người huấn luyện cũng là để thúc đít các anh chị có gì đâu, cũng là để giúp các anh chị kỷ luật hơn, cũng là để giúp các anh chị cam kết với chính mình hơn chứ. Mà mình cũng phải trả tiền cho họ, mà đây được huấn luyện không như thế. Thế cùng một sự việc, cùng một cách làm, nhưng mà cha mẹ không hiểu thì cha mẹ bảo ấy, cái thằng Tú nó khôn nhé, nó thế này thế kia, nó thu tiền của con nhà anh 200.000, nó thu đâu mà nó thu, ai bảo nó thu? Bởi vì con nhà anh đã huấn luyện như thế, con nhà anh đã cam kết huấn luyện như thế. Nhưng mà thực ra ấy, cái cô bé đấy cũng bị dạy sai, đó là gì, đi đổ lỗi cho anh Tú chứ đâu phải là mình nhận trách nhiệm về mình đâu. Thế nên khi mà mình không phải là cái kỷ luật bắt ép áp đặt, chị Ngọc nha, không phải cái kỷ luật bắt ép và áp đặt, mà đây là kỷ luật với cái kế hoạch định trước. Con ơi, mục tiêu của con là gì? Mục tiêu lớp 8 này của con là gì? Mục tiêu lớp 8 này của con là con đứng đầu lớp đi, hay mục tiêu lớp 8 này của con là con đạt được cái này, đạt được cái kia? Mục tiêu cấp 3 của con là gì? Thế bây giờ nếu mà con vẫn như thế này thì theo con mình có đạt được cái mục tiêu đấy không? Thế con bảo không, nếu con vẫn như này thì làm sao con đạt được mục tiêu đấy. Thế thì bây giờ mẹ con mình sẽ cùng nhau huấn luyện từng ngày để mà con có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Mình sẽ viết ra 10 cái việc hay 5 cái việc mình phải làm, 5 cái việc mà mình không cần làm mà sao mình mỗi ngày mình vẫn làm. Viết ra, ví dụ chơi game này không cần làm sao mình vẫn làm, nằm dài xem tivi không cần làm sao mình vẫn làm, tập thể dục mình cần làm, đọc sách mình cần làm, ôn đề mình cần làm, những cái việc đấy mình cần làm. Thì bây giờ những cái việc mình không cần làm này, nhưng mà khổ một nỗi là cái con bọ cạp nên là nó cứ điều khiển mình. Thế thì bây giờ hai mẹ con mình cùng phải nỗ lực để bắt cái bọ cạp này ra chứ sao, cùng phải nỗ lực để mà tốt nghiệp tất cả những cái hành động không cần làm này chứ sao. Có lý do đủ lớn là tốt nghiệp được hết. Giống như là thầy của tôi ấy, giáo sư toán, bao nhiêu mấy chục năm hút thuốc, nhưng mà khi bắt đầu có cháu gái, ông thích cháu, ông chơi với cháu và ngay lập tức ông bỏ thuốc. Trong khi đó các kiểu các thể loại mọi người khuyên ông đều không bỏ. Ấy, nhưng mà vì cháu là ông bỏ, đấy lý do đủ lớn đấy. Nên là mình cũng phải tìm ra lý do đủ lớn để mà tốt nghiệp tất cả những cái hành vi không cần thiết này. Thế bây giờ mình phải nói với con là, thế bây giờ khi mình mà mắc sai lầm, mình làm những cái hành vi này thì kỷ luật thế nào con nhỉ? Đấy, kỷ luật thế nào con nhỉ? Con đưa ra đi xem nào, con sẽ làm thế nào nào? Và con sẽ nói là nếu mà như thế thì con sẽ rửa bát 3 ngày liền, ví dụ như vậy. Hay là nếu mà như thế thì con sẽ, hôm đấy con sẽ phải chạy 5 cây hay là chạy gấp đôi. Trong cuốn Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari, tôi quote cho các anh chị nâng tầm trong cái cuốn sách đấy. Khi mà một tu sĩ, ông chỉ cần có suy nghĩ tiêu cực thôi, ngay lập tức ông ấy sẽ lên đỉnh núi và tìm một cái thác, và sau đó thì sẽ đứng ở dưới thác cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được cái độ lạnh nữa. Đó là cách để mà mình gọi là kỷ luật với bản thân, chứ không thể nào mình dễ dãi với chính mình được. Nếu mình dễ dãi với chính mình là mình đã thất bại rồi. Cho con, truyền cảm hứng cho con bằng những cái câu chuyện như thế. Bởi vì ông ấy hiểu được rằng chỉ cần có một cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu thôi, nó cũng có thể là một cái hạt mầm
hạt mầm có thể nảy ra một cái cây đại thụ, là cái cây độc. Và cái cây độc đấy thì sẽ ra hàng nghìn, hàng tỷ quả độc. Hàng nghìn, hàng tỷ quả độc lại rụng hạt xuống và lại trở thành hàng nghìn, hàng tỷ cây độc, rồi có cả một khu vườn độc, cây độc. Nên là không thể nào để cho một cái hạt mầm suy nghĩ độc hại ở trong đầu mình được. Và các vị Sivana khi có suy nghĩ tiêu cực là lên đỉnh núi để đứng dưới thác nước, dưới trời lạnh như thế. Cho nên khi cơ thể không thể chịu đựng được nữa, đấy là họ kỷ luật với bản thân, họ cam kết với chính mình. Thế mình cũng giúp cho con mình cam kết với chính mình để tốt nghiệp những cái hành vi không tương hỗ cho sự thành công của mình. Tại sao có lạ Phan Xi Păng? Tại sao Phan Xi Păng tháng 4? Các anh chị đăng ký từ tháng 12. Để từ tháng 12 đến tháng 4 các anh chị luyện tập. Các anh chị có lý do để luyện tập. Cam kết, mình không luyện tập mình là gánh nặng cho đội của mình à? Mình vừa khổ, mình vừa là gánh nặng cho đội của mình lại vừa là gánh nặng cho cô Lanh. Không được, mình phải luyện tập. Mình không thể là gánh nặng cho người khác được. Mình còn phải là người truyền cảm hứng cho những người khác nữa cơ. Thế là họ luyện tập. Và leo Phan tháng 4 xong về nhà có một số người: thôi xong rồi, bây giờ đến giai đoạn xả. Thôi, nghỉ ngơi chục hôm, 5-7 hôm không chạy nữa cũng được, chạy suốt cả năm rồi, chạy 3-4 tháng rồi nghỉ ngơi. Sau đó thì cái con quỷ nó quay lại, nghỉ một ngày nó cho nghỉ, nó bảo thêm ngày nữa đi. Thế nghỉ 5 ngày rồi nó bảo thêm ngày nữa đi, thêm ngày nữa đi, nghỉ đến ngày thứ 10 thì cơ thể nó cũng chưa bộc lộ cái bệnh đâu, tại vì mình vẫn còn đang được hưởng quả từ 4 tháng trước mình chạy mà. Các anh chị có hiểu không? Mình vẫn đang được hưởng quả từ 4 tháng trước mình chạy, nên mình thôi thêm tí nữa. Đấy, nghỉ thêm tí nữa. Sau đó nửa năm sau nó trồi ra vấn đề của mình. Nhưng khi đi leo Phan Xi Păng về, có những anh chị đặt mục tiêu Kinabalu. Em sẽ đi Kinabalu tháng 10 cùng với cô. Như vậy thì họ lại có lý do để từ tháng 4 đến tháng 10 họ chạy. Cam kết kỷ luật bản thân. Cơ thể của chúng ta được thiết kế rất dễ nghiện và thích những việc dễ dàng. Nên nếu bạn không đổ nỗ lực vào mỗi ngày thì chẳng có gì xảy ra cả. Ai cũng thế thôi. Vòng eo của bạn hôm nay là 60. Vòng eo của bạn 60. Nào, có cam kết một tháng sau eo 60 không? Một năm sau eo 60 không? Đi ăn 5-7 bữa cỗ, rồi ăn đêm ăn hôm, rồi lười tập thể dục, có mở 90 chả nói 60 nữa. Phải đổ nỗ lực vào thì hôm nay eo 60, hôm sau eo cũng 60. Thế nên chị làm cái này với con, được chưa? Đấy, thì sẽ giúp được con thôi mà. Tốt lắm, chị Ngọc thay đổi chuyển hóa rất nhiều. Đang đi đúng đường rồi. Đúng rồi, nên là quyết tâm chọn vào nâng tầm là hành trình chính xác của chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.